mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tôi mò cho hình ảnh một bức tranh. Đó chính là bức tranh về hình ảnh một nàng tiên cá đang bế một chú cá ở trên tay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tôi mò cho bức tranh về hình ảnh nàng tiên cá và chú cá này của mình nhé các bạn. À, mình đã chuẩn bị sẵn và chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh này của mình nhé. Chúng ta sẽ tô màu cho nàng tiên cá trước nhé. Mái tóc của nàng tiên cá thì mình sẽ tô màu vàng nha mọi người. Mình sẽ tô màu vàng ở phần mái tóc trước nhá. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho phần ở hình ống sao này nhé. Những chiếc vòng cổ này mình cũng sẽ tô màu đỏ luôn. Tiếp theo mình sẽ tô màu hồng cho phần chiếc áo của con nàng tiên cá đang mặc nhé. Cái vật trên tay này thì mình sẽ tô màu xanh dương nhé. Đây mình sẽ tô màu xanh dương nhé. Tiếp theo phần chú cá này mình sẽ tô màu cam nha mọi người ơi. Mình sẽ tô màu cam nhé. Trừ phần mắt ra thì chúng ta sẽ không cần phải tô màu nhé các bạn. Màu mắt thì nó sẽ là màu đen và màu trắng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ mix cùng với một chút màu tím cho phần vảy cá nhé mọi người. Mình sẽ mix màu tím cùng nhé. Tiếp theo phần bên trên nha mọi người. Phần bên trên thì mình sẽ dùng màu xanh lá đậm để tô màu nhé.
phần đằng sau thì mình sẽ tô màu hồng nhé. Đây là bức tranh mà mình đã tô màu cho hình ảnh nàng tiên cá đang ôm một chú cá ở trên tay nha mọi người ơi. Và bức tranh đã được mình tô màu xong về hình ảnh bức tranh về nàng tiên cá này rồi nha mọi người. Bức tranh của mình đã hoàn thành xong rồi nhá. Và cái video tô màu cho bức tranh ngày hôm nay của mình cũng sẽ chính thức khép lại tại đây. Và cả đây là thành quả sau khi tô màu của mình nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo. Và mọi người xem video thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh YouTube này nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.